tôi phải có một câu hỏi khá tế nhị cho bạn. Bạn gầy gò lắm đúng không? Hay là mập mạp? Hoặc có lẽ bạn thật may mắn khi sở hữu một cơ thể cân đối. Không, tôi không ám chỉ bạn là một người ngoài hành tinh hay gì đó tương tự đâu. Chỉ là mỗi người thì có một tạng người cụ thể. Và biết được tạng người của mình là gì sẽ có ích rất nhiều trong việc luyện tập để có một cơ thể như mong ước. Điều chỉnh giáo án tập luyện cho phù hợp với tạng người của bạn và bạn sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Hãy bắt đầu với việc khám phá các loại cơ thể trước. Có 3 tạng người, theo đề xuất của tiến sĩ William Shelton, một nhà tâm lý học người Mỹ vào những năm 1940. Hãy cùng xem bạn có nhận ra mình trong số đó không nhé. Đầu tiên là gầy gò, là những người có thân hình mảnh khảnh, thường cao và tay chân dài. Ta có Usain Bolt là một ví dụ để bạn dễ hình dung. Họ là những người may mắn vì có thể ăn bất cứ thứ gì họ muốn mà không bao giờ có một lớp mỡ thừa ở eo hay một cái mông quá khổ cả. Tuy nhiên, những người gầy gò lại gặp khó khăn trong việc xây dựng cơ bắp. Cho nên, dù họ có tập luyện chăm chỉ thế nào đi nữa thì họ vẫn gầy và không thể tăng cơ ngay cả khi họ rất muốn. Chà, nhưng ít ra họ vẫn có thể nhấn chìm nỗi buồn vào một miếng bánh ngọt hoặc hai. Tiếp theo là tạng người mập mạp. Đây là loại cơ thể hoàn toàn trái ngược với loại số 1. Thấp, đầy đặn, chắc nịch và có xu hướng tăng cân chỉ với một mẩu đồ ăn còn sót lại sau bữa trưa. Ta có thể thấy Daniel DeVito là một ví dụ sinh động về một người mập mạp. Những người này làm mọi thứ để giảm cân. Cái dạ dày không đáy và cái hông rộng sẽ giết chết họ nếu họ quyết định theo đuổi sự nghiệp thể thao. Mặc dù vậy, luôn có những điều tích cực. Những người mập mạp có sức mạnh tự nhiên hơn hẳn so với những người gầy gò. Và từ đó, chúng ta sẽ có những vận động viên thể hình hoặc cử tạ tuyệt vời. Và cuối cùng, những người may mắn sở hữu cơ thể cân đối. Tại sao tôi nói may mắn? Vâng, bởi vì họ có sự cân bằng hoàn hảo của cơ bắp và mỡ, cùng với khả năng tự nhiên có thể thay đổi cơ thể theo ý thích và nhanh chóng. Kristen Bell là một người có thân hình cân đối hoàn hảo. Chỉ cần nhìn vào vai diễn của anh ấy trong phim Gã Thợ Máy và Săn Tiền Kiểu Mỹ là đủ để thấy điều đó. Tạng người cân đối có thể dễ dàng đạt được khối lượng cơ bắp mong muốn và trở nên cường tráng mà không mất nhiều thời gian. Mặt khác, họ cũng có thể giảm cân một cách dễ dàng. À mà không phải giảm cân theo kiểu đi dạo trong công viên và trở về nhà với đôi chân thon thả ngày đâu nhé. Cuộc sống thật dễ dàng với họ, nhưng cũng không quá dễ vậy đâu. Tất nhiên, ba loại cơ thể này không phải là tuyệt đối và bạn có thể thấy mình ở đâu đó, khoảng giữa loại này với loại kia. Vì vậy, sau đây là một số mẹo để làm theo các bài tập phù hợp với tạng người của bạn. Số 1. Chế độ ăn tập cho tạng người gầy gò. Với tạng người này, bạn không gặp khó khăn trong việc giảm cân, nhưng khi bạn cố gắng tăng cơ, bạn chỉ nhận lại một cơ thể không có tí mỡ, vẫn gầy gò và ốm yếu. Nếu bạn muốn thay đổi kết quả đó, thì đây là những gì bạn nên làm. Đầu tiên và quan trọng nhất, hãy bắt đầu bổ sung protein. Protein về cơ bản giúp xây dựng các khối cơ bắp và kết hợp với carbohydrate, kết quả là chúng sẽ giúp bạn tăng khối lượng cơ thể. Vấn đề ở đây là bạn nên chuẩn bị tinh thần về việc sẽ cần ăn nhiều hơn trước đây, bởi vì sự trao đổi chất của bạn thường nhanh hơn so với những người khác và bạn cần nhiều chất dinh dưỡng hơn để xây dựng cơ bắp. Vì vậy, hãy tự giúp mình bằng cách bắt đầu ăn các loại thực phẩm giàu protein và carbohydrate. Và nhớ là hãy cẩn thận, đừng ăn quá nhiều chất béo, vì mặc dù chất béo cũng tốt cho bạn, nhưng quá nhiều chất béo có thể làm chậm quá trình xây dựng cơ bắp của bạn. Thứ hai, tập trung vào các bài tập nâng cao sức mạnh và nâng tạ nặng. Các động tác phối hợp nhiều nhóm cơ là tốt nhất cho bạn. Các bài tập cơ bản như deadlift, squat, crunch và chống đẩy các nhóm cơ lớn giúp bạn xây dựng vóc dáng nhanh hơn và dễ dàng hơn. Các bài tập cô lập từng cơ riêng biệt, mặt khác sẽ làm chậm tiến độ của bạn vì chỉ làm cho một hoặc hai cơ bắp hoạt động. Và thứ ba, đừng tập cardio quá nhiều. Chạy, bơi hoặc đi xe đạp đều tốt, nhưng các bài tập cardio làm cho bạn giảm cân chứ không tăng cân đâu. Tại sao bạn muốn giảm cân thêm nữa trong khi bạn đã gầy như một nhánh cây khô? Tuy nhiên, không tập quá nhiều không có nghĩa là bạn không cần tập. Cardio cường độ thấp giúp bạn bơm máu, cung cấp chất dinh dưỡng cho các mô cơ bắp. Ngay cả khi bạn bổ sung đủ protein và carb, có cardio sẽ giúp chúng có tác dụng tốt hơn đối với cơ thể bạn. Nói chung, nếu bạn là một người gầy gò, hãy tập trung vào việc ăn nhiều. Tập nhiều bài tập sức mạnh và tập cardio nhẹ. Làm đúng như vậy, bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt của cơ thể sớm thôi.
Số 2, chế độ ăn tập cho tạng người mập mạp. Đối với tạng người này, đặc điểm dễ thấy là vòng eo nặng nề với đôi vai nhỏ. Bạn có thể đổ lỗi cho yếu tố di truyền. Trên thực tế, có cơ chế lưu trữ chất béo trong cơ thể giúp bạn chuẩn bị cho những lúc đói. May mắn thay, thời đại thực phẩm còn là một mặt hàng hiếm hoi đã qua từ lâu. Vậy nên, phải tập trung vào luân chuyển trọng lượng của bạn từ thắt lưng sang phần trên của cơ thể để làm cho hình dạng tổng thể của bạn được cân bằng. Tôi phải nói với bạn một tin xấu, những người mập mạp giảm cân khó hơn bình thường. Tuy nhiên, về mặt tích cực, bạn không cần phải chạy hàng giờ liên tục, nhấn chìm máy chạy bộ trong mồ hôi của bạn. Huấn luyện viên chuyên nghiệp Will Perdue nói rằng tập cardio nhiều và nặng không thực sự đốt cháy chất béo. Các bài tập cường độ cao ngắt quãng hiệu quả hơn nhiều và mất ít thời gian hơn nhiều so với chỉ chạy bộ hoặc đạp xe. Ví dụ, chạy nước rút là một kỹ thuật tuyệt vời mà bạn có thể áp dụng để giảm cân nhanh hơn. À, quên crunch đi, chúng hoạt động cho các loại cơ thể khác nhưng không phải là cho bạn. Crunch rất tốt cho việc cắt nét cơ bắp nhưng chúng không đốt cháy mỡ tí nào đâu. Để tăng kích thước phần trên của bạn và làm cho bạn trông ít giống quả lê hơn, bạn nên tập trung vào việc loại bỏ cái bụng của bạn trước tiên. Và sau đó, thực hiện một số bài tập tạ nặng, trọng lượng tạ kết hợp với cardio sẽ có ảnh hưởng rất tốt cho bạn sau một quá trình luyện tập lâu dài. Cần xác định là phải kiên trì tập luyện trong thời gian dài. Khó đấy, dễ như ăn cái bánh ngọt thì thế giới này không còn ai mập rồi. Nói về bánh ngọt, thật tiếc là đến lúc phải nói lời tạm biệt với bánh ngọt rồi. Nếu bạn muốn giảm cân và trở nên cân đối, bạn nên cắt giảm lượng calo hàng ngày nạp vào cơ thể xuống còn khoảng 1.750 kcal. Trong thực tế, lượng calo nạp vào càng thấp, bạn càng giảm cân nhanh hơn. Nhưng giảm calo quá nhiều cũng không phải là một điều tốt. Nếu bạn nạp vào cơ thể ít hơn 1.500 calo mỗi ngày, trong khi vẫn đổ mồ hôi tại phòng tập, một lúc nào đó bạn có thể sẽ bị đánh gục vì kiệt sức. Lúc nào cũng thấy hơi đói là được. Nhưng đừng quên giữ mức năng lượng của bạn đủ cho các hoạt động hàng ngày. Nói tóm lại, những điều tôi vừa nói với bạn, hãy tập các bài tập cường độ cao, ngắt quãng, không tập chạy dài, tập vai với tạ và cắt giảm lượng calo nạp vào xuống ít hơn mức sử dụng mỗi ngày. Và tất nhiên, nên có rất ít carbohydrate trong chế độ ăn uống của bạn và nhiều protein hơn. Số 3, chế độ ăn tập cho tạng người cân đối. Vâng, cân đối sẵn thì muốn thế nào cũng dễ dàng cả. Nếu bạn thuộc tạng người này, có lẽ bạn đã có một ngoại hình khá ổn rồi nhỉ? Và có thể nhận thấy rằng việc tăng cơ hay giảm mỡ đối với bạn khá đơn giản đúng không? Bạn thật sự may mắn và khiến tôi phải ghen tị đấy, đang hiện rõ trên khuôn mặt của tôi này. Dù sao, những người có cơ thể cân đối thì coi như đã sinh ra ở đích rồi, nhưng bạn vẫn có thể tốt hơn thế nữa mà. Trước hết, bạn nên ngừng trì hoãn và bắt đầu thực sự tập luyện. Kiểu cơ thể của bạn cho phép bạn sống không lành mạnh mà không bị ảnh hưởng nhiều. Và hầu hết các bạn đều lạm dụng tính năng tuyệt vời này của cơ thể. Nên tận dụng tối đa lợi thế trời cho của bạn, hãy rèn luyện để khỏe đẹp hơn. Bạn có thể tập luyện mọi thứ một cách vừa phải, nhưng cũng phải có những mục tiêu nhất định cho bản thân. Tập luyện tim mạch cường độ vừa phải là tốt cho bạn và bạn cũng có thể duy trì các buổi chạy dài nếu bạn muốn. Tập luyện sức mạnh từ trọng lượng trung bình đến nặng với số lượt lặp lại từ thấp đến tương đối cao. Cụ thể, nếu bạn tập nặng thì lặp lại 4 đến 6 lượt là đủ. Nếu bạn chọn những quá tạ nhẹ hơn, hãy thoải mái lên đến 15 đến 18 lượt. Bạn có thể làm điều đó khá dễ dàng với sức chịu đựng và sức mạnh bẩm sinh của bạn. Tập luyện cường độ cao với các mục tiêu được thiết lập rõ ràng sẽ mang lại cho bạn hiệu quả tốt nhất. Bạn có một cơ thể vàng và bạn có thể tập luyện để tự hào hơn nữa. Vâng, tôi vẫn còn ghen tị. Đối với chế độ ăn kiêng, nó có thể khá thoải mái vì bạn không có xu hướng giảm cân nhanh như tạng người mập mạp và cũng không cần phải nhai carbohydrate và protein liên tục như những người gầy gò. Về cơ bản, bạn có thể duy trì mức năng lượng nạp vào cơ thể trong khoảng 2.500 kcal, giảm lượng chất béo và carbohydrate dư thừa và nói chung là hãy cứ vui đi vì bạn có thể ăn bất cứ thứ gì bạn muốn. Nói tóm lại, đặt cho mình một vài mục tiêu cần đạt được, thoải mái với chế độ luyện tập vừa phải và ăn theo tiếng gọi trái tim mình mà không quá quan tâm đến chất béo và carbohydrate. Bạn đã tìm thấy chính mình trong bất kỳ tạng người nào trong 3 tạng người trên chưa? Hãy để lại bình luận cho tôi biết nhé. Nếu bạn đã biết thêm được điều gì đó mới mẻ trong video hôm nay thì hãy để lại một like, chia sẻ nó với bạn bè của mình nhé. Và đừng quên, chúng tôi còn rất nhiều video thú vị dành cho bạn đấy. Tất cả những gì bạn phải làm là chọn video bên trái hoặc phải, nhấp vào nó và thưởng thức.
cùng nhau soi sáng cuộc sống này nha.